năm kiếp trước con thắc mắc ngài đã xuất gia rồi thì ngài lấy vật phẩm ở đâu để cúng dường? Và khi ngạ quỷ thọ hưởng tùy thì họ sanh cõi trời. Con thắc mắc là mình cõi người chết đi được sanh làm người đã khó, chứ đừng nói cõi trời. Con phải làm thiện nhiều lắm mới được sanh về đó. Mà ngạ quỷ trong câu chuyện trên chỉ thọ tùy ý tùy hỷ thì mà sanh cõi trời, có phải cũng nhờ phước gì đó trong quá khứ cộng với hiện tại nữa không? Xin thưa với quý vị, thứ nhất, cái cơ hội bố thí của chư tăng nhiều hơn cư sĩ quý vị. Tin hay không thì tùy. Ví dụ như bản thân sư, khi mà sư đi khất thực, đương nhiên là một cái bát như vậy nó đeo thêm một cái giỏ nữa. Thì khi mà về, đương nhiên là một mình sư là đâu có dùng hết mấy cái đó là chi. Thì sư sẽ cúng dường lại cho chư tăng. Thì đó là cách sư bố thí. Tại vì khi mà cư sĩ họ cúng dường cho sư thì đó là thuộc về tài sản của sư rồi. Và sư đem về sư cúng dường lại cho chư tăng, thì đó là sư bố thí cúng dường. Thì cái vật phẩm mà trường hợp ngày Xá Lợi Phất cũng như vậy thôi. Ngài đi khất thực đó, rồi tứ vật dụng phát sanh đến ngài, thì ngài lấy cái đó rồi ngài cúng dường lại cho tăng đoàn ha. Còn cái hàng ngạ quỷ đó, thì có hàng ngạ quỷ họ hưởng được phước hồi hướng. Ngạ quỷ nó có nhiều chủng loại lắm, nhưng mà một trong số đó là có một cái chủng loại là hưởng được phước hồi hướng. Thì trường hợp này bà mẹ tiền kiếp của ngài Xá Lợi Phất là thuộc loại ngạ quỷ này, cho nên nó là được sanh thiên. Loài người chúng ta đó, mỗi khi quý vị tùy hỷ phước á, quý vị cũng có phước, và cái phước đó cũng đủ để cho quý vị sanh thiên, chứ phải không đủ nha, đủ cho quý vị sanh thiên. Chỉ có điều là khi chết rồi thì quan trọng là cái cần tử nghiệp á, cần tử nghiệp và thiện hay bất thiện ở chỗ nó sẽ quyết định cái con đường tái sanh. Thành ra là chúng ta không chắc chắn, tại vì cái gọi là cái thân của chúng ta đó, nó nặng nề lắm, thành ra là nó phức tạp. Còn cái cấu tạo của thân thể những cái loài mà phi nhơn như là ngạ quỷ đó thì nó đơn giản hơn đó, nó tinh tế hơn, thành ra là có thể nhờ cái phước thiện đó mà nó sanh lên cái cõi lành. Nhưng mà khi sanh cõi lành như vậy đó, không có nghĩa là các cái ác nghiệp là nó biến mất nha. Mà nếu như mà sanh lên cõi lành đó, mà chúng ta biết nương tựa vào cái thiện nghiệp đó, chúng ta vun bồi các công đức á, chúng ta tu tập á, thì đó là điều tốt. Chứ còn là bao nhiêu kiếp mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì nó vẫn còn đó, cái ác nghiệp nó vẫn còn đó. Mà mình cứ lo mình hưởng thụ á, cho đã, rồi tới hồi mà mình xài hết cái phước sanh thiên rồi á, là mình trả tiếp tới những cái quả ác nghiệp.